Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng nhập bãi. Lần này mình lên cho anh em một bộ combo gồm 13 mũi khoan chuyên dụng dành cho máy khoan đục nhập bãi. Cái dòng cốt chui mà lục giác. Chui lục giác này là chui 12 ly nha anh em. Anh em chú ý thông số để mà mua về hợp với cái máy bãi của mình. Hoặc một số máy mới hiện nay cũng có xài những cái chui thế này. Thì cái phần đầu lục giác của nó là 12 ly và cái cốt tròn ngàm nó của nó là 17 ly, cốt tròn là 17 ly ha. Thì anh em nhớ thông số ha. Chui lục giác 12 ly, cốt tròn 17 ly. Đây là những cái mẫu mũi khoan chuyên dụng dành cho anh em làm nghề khoan bê tông. Anh em sử dụng những cái máy khoan đục dòng máy có sức công phá mạnh để nó khoan đục những khối bê tông lớn. Thì đây là những cái cây mũi khoan xịn sò đến từ Nhật đó. Nó đóng chữ giáp bằng hẳn ở trên này luôn rồi. Anh em cứ xem kỹ, nó hơi mờ một tí, anh em chú ý xem ha. Thì những cái cây mũi khoan đục của bê tông Nhật bãi này phải nói là chất lượng của nó là trâu bò. Anh em xài là bao phê mà bao phá luôn. Thì cái dòng mũi khoan của Nhật nó chế tạo nó rất là lì và cứng, anh em yên tâm xài bắn phá rất là thoải mái, không lo bị tè rồi cùng rồi như mấy cái loại của Trung Quốc đâu. Cái chất lượng của nó cao cực kỳ. Thì bộ này nó gồm có những số như sau, gồm số 12.5, 14.8, 14.5, 14.5, hai cây 14.5, một cây 16, một cây hai cây 17 ly, một cây 17 ly 5, một cây 18 ly, một cây 10, hai cây 19 ly, một cây 20 ly và một cây 22 ly. Thì nguyên bộ nó 13 cây thế này, mình bán nguyên bộ nha anh em, không xế lẻ, tại vì bán lẻ tẻ cũng khó bán lắm. Thì anh em nào có nhu cầu mua cái bộ này thì giá là 350 ngàn, chưa phí vận chuyển nguyên bộ 13 cây thế này. Thì anh em nào có nhu cầu mua về thì liên hệ. Nói là anh em sở hữu bộ này là khoan phá banh cả công trường, rất là cần thiết cho anh em, tại tại vì những cái số này là cái số anh em hay xài nhiều lắm. Rồi anh em nào quan tâm bộ 13 mũi khoan chui lục giác cốt 12 ly này thì liên hệ mình. Chui lục giác 12 ly, cốt là tròn 17 ly anh em. Anh em nhớ thông số này để xài đúng cái máy của mình mua ha. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ, chỉ còn đúng bộ thế này thôi. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.